Chào các em, ở bài luyện tập 4 này, chúng ta sẽ cùng nhau củng cố các khái niệm mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỷ số của chất khí, củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất, thể tích chất khí và vận dụng các kiến thức để giải bài tập. Phần 1 La Mã, kiến thức cần nhớ gồm các nội dung mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỷ số của chất khí. Được trình bày đầy đủ trong sách giáo khoa trang 77 và 78. Chúng ta cùng lướt qua một số ý chính. Mol. Cần nhớ, mol là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6 nhân 10 mũ 23 được ký hiệu là N và được gọi là số Avogadro. Có nghĩa là một mol nguyên tử là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Hay nói cách khác là chứa N nguyên tử. Hoặc một mol phân tử là lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 phân tử. Hay nói cách khác là chứa N phân tử chất đó. Khối lượng mol là khối lượng của một mol chất được ký hiệu là M lớn, đơn vị gram trên mol. Lưu ý, khối lượng mol có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó. Ví dụ, với nguyên tử khối của Cu là 64 DVC. Chúng ta có khối lượng mol của Cu là 64 gram trên mol, ký hiệu là M lớn Cu bằng 64 gram trên mol. Với phân tử khối của H2O là 18 DVC, khối lượng mol của H2O có cách tính tương tự và kết quả thu được cũng là 18 nhưng đơn vị là gram trên mol. Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi một mol chất khí đó. Lưu ý, ở điều kiện chuẩn 25 độ C và 1 pa, thể tích mol của các chất khí đều bằng nhau và bằng 24,79 lít. Ví dụ, xét một mol H2, một mol N2, một mol khí CO2 ở điều kiện chuẩn, thì thể tích của chúng bằng nhau và bằng 24,79 lít. Để chuyển đổi giữa lượng chất, khối lượng chất, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, các em cần lưu ý. Khối lượng chất ký hiệu là M nhỏ, đơn vị là gam. Thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn ký hiệu là V, đơn vị là lít. Lượng chất hay còn gọi là số mol ký hiệu là N nhỏ, đơn vị là mol. Từ khối lượng muốn tìm số mol, chúng ta sẽ sử dụng công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn, tức là số mol sẽ bằng khối lượng chất chia cho khối lượng mol. Từ thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn muốn tìm số mol, chúng ta sẽ sử dụng công thức N nhỏ bằng V chia cho 24,79, tức là số mol sẽ bằng thể tích khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Từ số mol, chúng ta cũng có thể đi tìm khối lượng chất và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn. Khối lượng chất sẽ bằng số mol nhân cho khối lượng mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn sẽ bằng số mol nhân cho 24,79. Đây là cách chuyển đổi giữa lượng chất, khối lượng chất, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn các em cần ghi nhớ. Nội dung tiếp theo là tỷ khối của chất khí. Để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B, người ta sẽ dựa vào tỷ khối của khí A đối với khí B theo công thức D nhỏ A trên B bằng M lớn A chia cho M lớn B. Trong đó, D nhỏ A trên B chính là tỷ khối của khí A đối với khí B. M lớn A và M lớn B lần lượt là khối lượng mol của khí A và khí B. Do đó, nếu đề bài cho tỷ khối của khí A đối với khí B kèm theo khối lượng mol của khí B, chúng ta có thể tìm được khối lượng mol của khí A theo công thức M lớn A bằng D nhỏ A trên B nhân M lớn B. Tương tự, để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí, người ta sẽ dựa vào tỷ khối của khí A đối với không khí theo công thức D nhỏ A trên KK bằng khối lượng mol của A chia cho 29, trong đó 29 chính là khối lượng mol của không khí. Vì vậy, khối lượng mol của khí A cũng có thể được tìm theo công thức M lớn A bằng tỷ khối của khí A đối với không khí nhân cho 29.
theo công thức hóa học có hai dạng. Dạng thứ nhất, từ công thức hóa học xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất. Dạng thứ hai, ngược lại, từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có thể xác định được công thức hóa học của hợp chất đó. Với dạng đầu tiên, khi đề bài cho công thức hóa học, chúng ta có thể tính được khối lượng mol của hợp chất, đồng thời xác định số mol của mỗi nguyên tố có trong hợp chất. Từ đó, sẽ tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố. Ngược lại, khi đề bài cho thành phần phần trăm theo khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có thể tính được khối lượng của mỗi nguyên tố, từ đó tính được số mol và dựa vào đó có thể xác định được công thức hóa học. Đối với bài toán tính theo phương trình hóa học, chúng ta có các bước tiến hành như sau. Bước thứ nhất, viết phương trình hóa học. Bước thứ hai, tính số mol theo đề. Nếu đề bài cho khối lượng chất, chúng ta sẽ tính số mol theo công thức số mol bằng khối lượng chất chia khối lượng mol. Nếu đề bài cho thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta sẽ tính số mol theo công thức số mol bằng thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Bước 3, dựa vào phương trình hóa học để tính số mol chất tham gia hoặc tạo thành. Bước 4, tính theo yêu cầu của đề. Nếu đề yêu cầu tính khối lượng chất, chúng ta sẽ sử dụng công thức khối lượng chất bằng số mol nhân khối lượng mol. Nếu đề bài yêu cầu tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta sẽ sử dụng công thức V bằng N nhân cho 24,79. Dựa vào các kiến thức vừa củng cố lại, các em hãy tiến hành thực hiện các bài tập theo sách giáo khoa. Bài 1 trang 79 sách giáo khoa yêu cầu tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxide của lưu huỳnh sulfur. Biết rằng trong oxide này có 2 gam lưu huỳnh kết hợp với 3 gam oxygen. Để làm bài tập này, các em cần biết nguyên tử khối của O là 16, nguyên tử khối của S là 32. Từ khối lượng của S là 2 gam, chúng ta có thể tìm được số mol của S theo công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Tương tự, từ 3 gam oxygen, chúng ta có thể tìm được số mol của nguyên tố O cũng theo công thức N bằng M nhỏ chia cho M lớn. Từ số mol S và số mol O, chúng ta có tỷ lệ số mol S chia số mol O sẽ bằng X chia Y, trong đó X, Y là số nguyên dương. Vậy, trong một phân tử hợp chất sẽ có X nguyên tử S và Y nguyên tử O. Từ đó chúng ta sẽ viết được công thức hóa học của hợp chất. Bài tập 2 trang 79 sách giáo khoa yêu cầu tìm công thức hóa học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là 36,8% Fe, 21,0% S và 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 gam trên mol. Bài tập này được thực hiện như sau. Biết được thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe là 36,8%. Các em có thể tìm được khối lượng Fe theo công thức M nhỏ Fe bằng khối lượng mol hợp chất nhân thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe chia cho 100. Từ đó, tìm được số mol Fe theo công thức số mol bằng M nhỏ chia cho M lớn. Tương tự như vậy, với thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố S là 21,0%, các em cũng tìm được khối lượng S, từ đó tìm được số mol S. Khối lượng của nguyên tố O sẽ được tìm bằng cách lấy khối lượng mol của hợp chất trừ đi tổng khối lượng của nguyên tố Fe và nguyên tố S. Sau đó, các em cũng tìm được số mol của O. Từ số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất vừa tìm được, chúng ta sẽ xác định được trong một phân tử hợp chất có X nguyên tử Fe, Y nguyên tử S và O nguyên tử Z. Qua đó sẽ viết được công thức hóa học của hợp chất. Bài tập 3 trang 79 sách giáo khoa.
Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết khối lượng mol của chất đã cho, thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất. Khối lượng mol của hợp chất K2CO3 cách tính tương tự như tính phân tử khối. Chúng ta sẽ có 2 x 39 cộng 12 cộng 3 x 16. Từ công thức K2CO3, chúng ta biết được trong một mol K2CO3 có 2 mol K, 1 mol C và 3 mol O. Vậy, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố K sẽ bằng số mol của K nhân cho khối lượng mol của K nhân cho 100 và chia cho khối lượng mol của hợp chất. Tức là thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố K sẽ bằng 2 x 39 x 100 chia cho khối lượng mol của hợp chất. Tương tự như vậy, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố carbon sẽ bằng 1 x 12 x 100 chia cho khối lượng mol của hợp chất. Tương tự, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O sẽ bằng 3 x 16 x 100 chia cho khối lượng mol của hợp chất, hoặc thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O sẽ bằng 100% trừ đi tổng thành phần phần trăm theo khối lượng của hai nguyên tố K và C. Bài tập 4 trang 79 sách giáo khoa là dựa theo phản ứng giữa calcium carbonate tác dụng với hydrochloric acid tạo thành calcium chloride, khí carbon dioxide và nước. Với 10 gram calcium carbonate tham gia phản ứng, đề bài yêu cầu tính khối lượng calcium chloride tạo thành và thể tích carbon dioxide thoát ra. Với bài tập này, đầu tiên các em hãy tóm tắt lại đề bài bằng cách viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra. Xác định dữ kiện đề cho là khối lượng hoặc là thể tích ở điều kiện chuẩn của chất nào. Xác định dữ kiện đề hỏi là khối lượng chất hoặc thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn của chất nào. Chúng ta cùng tóm tắt lại đề bài trên. Phản ứng xảy ra được minh họa bằng phương trình hóa học. Một phân tử CaCO3 tác dụng với hai phân tử HCl tạo thành một phân tử CaCl2, một phân tử CO2 và một phân tử H2O. Đề bài cho 10 gram CaCO3, tức là chúng ta có khối lượng CaCO3 là 10 gram. Đề bài yêu cầu tính khối lượng CaCl2 và thể tích CO2 ở điều kiện chuẩn. Với bài toán tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần có số mol. Với 10 gram CaCO3, chúng ta sẽ đi tìm được số mol của CaCO3 theo công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Sau khi có số mol CaCO3, chúng ta sẽ tính theo phương trình hóa học. Để tính theo phương trình hóa học, chú ý phương trình hóa học phải được ghi đúng và đầy đủ. Từ phương trình hóa học, chúng ta thấy cứ 1 mol CaCO3 tham gia phản ứng với 2 mol HCl sẽ tạo thành 1 mol CaCl2, 1 mol CO2 và 1 mol nước. Vậy, với A mol CaCO3 đề cho thì sẽ tạo thành bao nhiêu mol CaCl2 và bao nhiêu mol CO2? Chúng ta sẽ lần lượt tìm được số mol CaCl2 và số mol CO2 bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Sau đó, để tìm khối lượng của CaCl2, chúng ta dùng công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân cho M lớn. Lấy số mol của CaCl2 nhân khối lượng mol của CaCl2 sẽ tìm được khối lượng CaCl2 tạo thành. Còn muốn tìm thể tích CO2 ở điều kiện chuẩn, chúng ta sử dụng công thức V bằng số mol nhân cho 24,79. Với số mol CO2 vừa tìm được dựa theo phương trình hóa học, thế vào công thức
Chúng ta sẽ tính được thể tích CO2 thoát ra ở điều kiện chuẩn. Bài tập tiếp theo là phản ứng trái của khí methane trong không khí, sinh ra khí carbon dioxide và nước. Lưu ý, khí methane trái trong không khí là do có khí oxygen tham gia vào phản ứng này. Câu A, yêu cầu tính thể tích oxygen cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí methane. Câu B, khí methane nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? Tóm tắt lại bài tập trên, chúng ta có phản ứng giữa methane trái trong không khí là methane tác dụng với oxygen ở nhiệt độ cao, tạo thành khí carbon dioxide và nước. Số mol methane đề cho là 0,15 mol để yêu cầu tính thể tích O2 tham gia phản ứng. Và để biết khí methane nặng hay nhẹ hơn không khí, chúng ta sẽ dựa vào tỷ khối của methane đối với không khí. Đối với yêu cầu đầu tiên, để tính được thể tích oxygen tham gia phản ứng, chúng ta phải tính dựa theo phương trình hóa học. Từ phương trình hóa học, chúng ta thấy cứ 1 mol CH4 lại tác dụng với 2 mol O2. Vậy với 0,15 mol CH4 đề cho thì sẽ phản ứng với bao nhiêu mol O2? Chúng ta sẽ tìm được số mol O2 tham gia phản ứng bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Sau khi tìm được số mol O2, chúng ta sẽ tìm được thể tích O2 ở điều kiện chuẩn bằng công thức V bằng N nhân cho 24,79. Để biết được khí methane nặng hay nhẹ hơn không khí, chúng ta sẽ tính tỷ khối của methane đối với không khí bằng cách lấy khối lượng mol của methane chia cho khối lượng mol của không khí. Khối lượng mol của methane cách tính giống như tính phân tử khối. Lấy 2 cộng 1 nhân cho 4 chia cho khối lượng mol của không khí là 29, được kết quả là 0,55. Vậy có thể kết luận khí methane nhẹ hơn không khí 0,55 lần. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong bài luyện tập 4. Các em chuẩn bị ôn tập học kỳ 1, củng cố lại các kiến thức về chất, nguyên tử, phân tử, phản ứng hóa học, mol và tính toán hóa học.